Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, nằm trong vậy đề tài của chương trình đối thoại bàn về tác động của dịch COVID-19 tới nền kinh tế, tới các doanh nghiệp thì chúng tôi đã thực hiện một loạt các chương trình để bàn về tác động của dịch COVID tới doanh nghiệp của từng ngành nghề và gần đây nhất là tác động của dịch COVID tới các doanh nghiệp của du lịch và dịch vụ. Trong số đối thoại này, đáp ứng nhu cầu của quý vị khán giả, đáp ứng mong muốn cũng như những câu hỏi mà khán giả gửi cho chúng tôi trong tuần vừa qua thì chúng tôi tiếp tục thực hiện một chương trình đối thoại bàn về tác động của dịch COVID tới doanh nghiệp nông sản, tới người nông dân và những giải pháp của các bộ ngành cũng như chính phủ đã đưa ra để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Hy vọng sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích cho quý vị khán giả và đóng góp thêm cho chính sách. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Trần Quốc Toàn, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu dùng Việt Nam VCCU. Ông Nguyễn Trọng Thì, Giám đốc điều hành công ty SmartGap Việt Nam. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Và chúng tôi sẽ gửi tới các khách mời những câu hỏi của quý vị khán giả đã gửi cho chúng tôi tuần vừa rồi liên quan đến chủ đề của đối thoại ngày hôm nay và hy vọng là sẽ có thêm nhiều thông tin từ các khách mời của chương trình đối thoại ngày hôm nay ạ. Thì trước khi mà chúng ta bàn về chủ đề này thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Trung Quốc là thị trường đã và đang có lợi thế nhất đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam do đường biên giới dài, tiêu chuẩn chất lượng không quá khắt khe, thị hiếu tiêu dùng lại có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với quy mô dân số 1 tỷ 400 triệu dân. Trong đó, số người thuộc tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh. Nhu cầu tiêu dùng nông thủy sản là rất lớn. Do địa hình gần với Việt Nam nên chi phí và thời gian đưa hàng cũng ít hơn so với các thị trường khác. Do đó, phần lớn nông sản của Việt Nam đều xuất khẩu, chủ yếu vào thị trường này. Thì hiện nay trái cây của Tiền Giang năm rồi là xuất khẩu khoảng 23.000 tấn, khoảng 41 triệu USD mà chủ yếu là khoảng 68% là chủ yếu qua thị trường Trung Quốc, chưa kể cái lượng mà mình chưa thống kê được qua cái xuất khẩu tiểu ngạch. Ngành nông đặc biệt của Long An đó thì chủ yếu là khách Trung Quốc. Khách Trung Quốc thì đi qua bên ở Long An theo dõi rồi mỗi ngày là đi thăm đồng rồi đi là đi định giá cái sản lượng là mức độ là định giá đó là một phần là chủ yếu là thuê các kho của người Việt Nam mà chủ yếu là điều hành hoạt động của thu mua rồi sau đó là nhưng cái tên đứng là của người Việt Nam đó thì tình hình nên cái giá quyết định là phần đâu cái giá thanh long là do các cái thương lái của rồi hợp đồng thì đối với nhân dân hợp đồng nó cũng không có chắc chắn nên cái thường xảy ra cái rủi ro cái do là chúng ta sức thường là bán qua thương lái rồi còn về cái thị trường mà chủ yếu của Trung Quốc là 75%. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ nông thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm bình quân khoảng 27% tổng kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản ra thế giới. Trong đó có nhiều mặt hàng đạt kim ngạch lớn như rau quả, hạt điều, cà phê, gạo, sắn và các sản phẩm từ sắn, cao su, thủy sản. Cái thị trường lớn nhất vẫn là thị trường Trung Quốc. Hiện nay là thị trường này nó đóng góp khoảng tiêu thụ khoảng 2/3 cái kim ngạch số lượng rau quả của Việt Nam mình sản xuất. Xuất khẩu hàng năm. Trung Quốc là một thị trường khổng lồ của nông sản Việt Nam. Bình thường những năm gần đây chiếm khoảng 22.24% tổng thương mại nông sản trong tổng số 8.5 tỷ USD xuất khẩu. Thì Trung Quốc là thị trường lớn cũng như thế mà. Trong các nhóm nông sản thì có những nhóm nông sản chiếm tỷ trọng rất cân cơ bản thiếu rồi. Trong khi đó, Việt Nam đang có khoảng 70% lao động đang sống ở nông thôn và thu nhập lệ thuộc rất lớn vào nông sản. Do đó, mọi biến động về thương mại dù nhỏ sang thị trường Trung Quốc sẽ lập tức tác động trực tiếp đến đời sống của họ. Giao thương qua các cửa khẩu trên tuyến biên giới giữa Việt Nam Trung Quốc đã và đang từng bước được khôi phục khi diễn biến dập dịch COVID-19 tại Trung Quốc đang có nhiều dấu hiệu khả quan.
Theo báo cáo của các địa phương biên giới phía Bắc, trên cơ sở vẫn tuân thủ chặt chẽ các quy trình chống dịch COVID-19, thì hiện nay tất cả các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên tuyến biên giới đất liền tiếp giáp với Trung Quốc đã được hai nước công nhận và ba cửa khẩu phụ lối mở đã được khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới. Thống kê của Sở Công Thương các tỉnh biên giới phía Bắc cho thấy, tính từ ngày 5 tháng 2 năm 2020 đến hết ngày 19 tháng 3 năm 2020, hàng hóa các loại của Việt Nam xuất khẩu qua 6 tỉnh biên giới phía Bắc sang thị trường Trung Quốc đã thông quan được 23.345 xe. Tổng số xe hàng hóa nhập khẩu cùng thời gian trên đã được thông quan là 23.265 xe. Tuy nhiên, năng lực thông quan hàng hóa thực tế tại các cửa khẩu vẫn còn hạn chế do hai bên vẫn phải bắt buộc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch COVID-19. Tại Lạng Sơn, đại diện chi cục hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết, trung bình mỗi ngày hiện nay mới thông quan được khoảng từ 130 cho đến 150 xe hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc. Đặc biệt, phía Trung Quốc hiện nay tăng cường việc kiểm soát người và phương tiện vận tải của Việt Nam do tình hình COVID tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phức tạp hơn. Sáng ngày 1 tháng 4, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhưng xuất khẩu nông sản trong 3 tháng đầu năm vẫn có nhiều điểm sáng. Trong 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước tính đạt 9,06 tỷ đô la Mỹ, tương đương với cùng kỳ năm 2019. Còn kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản trong 3 tháng ước tính đạt khoảng 6,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy là trong 3 tháng đầu năm nay thì ngành nông nghiệp vẫn xuất siêu gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Vâng, thưa các khách mời, khi nhắc tới dịch COVID-19, nhắc tới những cái tác động của dịch đối với cả cộng đồng doanh nghiệp, đối với từng ngành nghề thì có lẽ là những cái thực trạng, những cái vấn đề hiện nay mà các doanh nghiệp đang gặp phải, rất là nhiều doanh nghiệp đang muốn được chia sẻ cùng với chương trình đối thoại cũng như là các khán giả. Vậy thì ngày hôm nay có đại diện của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể chia sẻ về cái thực trạng của các doanh nghiệp nông sản hiện nay khi mà phải ứng phó với cả dịch COVID với những diễn biến ngày càng phức tạp hiện nay ạ. Thì trước là xin mời ý kiến của doanh nghiệp ạ. Mình làm xuất nhập khẩu cũng nhiều năm thì có những cả cái khó khăn nó về góc độ lâu dài và cũng có cả những góc độ nó mang tính chất là thời cuộc, tức là đột biến. Ít nhất là về góc độ lâu dài thì doanh nghiệp Việt Nam mình còn bị thụ động nhiều thứ. Mình tiếp xúc với các doanh nghiệp về vấn đề sản phẩm, tức là ở đây là góc độ từ góc độ tư duy sản xuất cho đến cái việc là tư duy làm sản phẩm thương hiệu, mình còn nhiều cái bị là thiếu. Tức nhất đầu tiên là vấn đề sản xuất thì doanh nghiệp của ta mình vẫn hay nghĩ đến những cái ngắn hạn, người nông dân của mình vẫn nghĩ đến những cái ngắn hạn chứ không tính được những cái lâu dài. Lâu dài ở đây chính là làm sao để đẩy được cái thương hiệu, đẩy được cái sản chất lượng sản phẩm. Đấy, cái ngắn hạn ở đây là gì? Mình ví dụ một câu chuyện rất đơn giản là doanh nghiệp có liên kết với các hộ sản xuất, sau khi truyền thụ về vốn này, giúp hỗ trợ về vốn này, hỗ trợ về công nghệ, kinh nghiệm sản xuất và vấn đề đầu ra, nhưng chỉ cần có thương lái, có cái thương lái thời điểm đấy giá sản phẩm lên cao, thương lái vào trả giá cho người nông dân thì là người nông dân lại không bán cái sản phẩm ấy cho doanh nghiệp mà lại bán cho thương lái. Thế là mình là doanh nghiệp thì mình lại ký hợp đồng với lại bên phía đối tác bên nước ngoài. Khi ký hợp đồng với nước ngoài phải có cam kết về số lượng sản phẩm, cam kết về chất lượng, cam kết rất nhiều thứ, còn ký cả LC với lại doanh nghiệp nước ngoài. Thế nhưng mà bị ở phía trong mình thì bị phá vỡ cái hợp đồng ấy vì không có cái gì đó ràng buộc. Đấy, ở góc độ kể cả là góc độ chính quyền. Mình doanh nghiệp mình cũng đi đàm phán với lại rất nhiều các cái sở hay là các cái ủy ban ở các huyện xã để mang chất là cùng làm, cùng liên kết, cùng làm với lại người nông dân. Nhưng mà các cái lãnh đạo cũng có một cái chút là e dè, là vì người nông dân thì không thể nào mang chất là đi quản hay là đi ấy được, chỉ mang tính chất ở đây là trên tinh thần là tự nguyện. Đấy, tức là làm với nhau bằng lòng tin. Thế nên doanh nghiệp sản xuất nông sản của mình gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất đấy là vì người ta không nghĩ được cái vấn đề lâu dài. Đấy, người ta làm nó mang tính chất ngắn hạn.
những cái gì đó mà có thể là mang lại tài chính cho người ta ngay, nhưng về giải pháp lâu dài thì là không có. Thế nên là gặp rất nhiều khó khăn trong việc đó. Thế nhưng mà cũng có những cái doanh nghiệp, là cũng có những cái đơn vị, người ta hiện nay ngày nay là người ta cũng đã có thay đổi dần cái tư duy. Ở đây chính là cái tư duy sản xuất, cái tư duy làm thương hiệu, tư duy làm thị trường. Đấy, người ta nghĩ đến cái vấn đề về lâu dài. Đấy. Trong cái vấn đề là ở đây là còn với dịch bệnh thì sao ạ? Đấy, cái kể cả vấn đề góc độ dịch bệnh. Cái dịch bệnh ở đây tức là khi cái dịch bệnh nó đến thì tất cả các cái cửa khẩu, các cái doanh nghiệp bên đầu bên kia người ta đều có những cái hạn chế về vấn đề đi lại. Đấy, hạn chế về vấn đề là tiếp xúc. Thế nên là cũng rất là khó khăn trong cái việc là đưa các sản phẩm ra kia bên kia. Đấy, thì kể cả phía cụ thể cái đợt vừa rồi của doanh nghiệp là như nào? Cụ thể bên này là gần như là các sản phẩm là bị trở ở biên giới, không đi được. Thế phải có cái giải pháp, tức là hai bên, các bên phải phối hợp với nhau bằng giải pháp, tức là đổi tài xế, tức là tài xế đến biên, sau đó là tài xế bên mình đến biên, sau đó dừng, sau đó là chuyển lên tài xế bên kia để kéo sang. Đấy, giải pháp tạm thời, tức là người ta vẫn có tháo gỡ nhưng nó bị chậm vì người ta tất cả các cái đều bị ảnh hưởng. Đấy, nên là cái tình trạng chung, cái đấy là không thể tránh khỏi được, nhưng mà vẫn có những cái giải pháp mà các bên hiện nay đang tháo gỡ thì mình thấy là tức là doanh nghiệp thì có giải pháp tháo gỡ nhưng mà chậm đấy ạ. Chậm, tức là cái đấy là tình trạng chung của tất cả, không phải là độc kể cả Trung Quốc hay là mình có cả đi cả Nga, cả châu Âu thì nó cũng thế, đều là bị chậm lại vì cái tránh cái việc tiếp xúc giữa con người với con người nên là bệnh tật nọ kia đấy. Thế nên là nó vẫn có cái bị chậm lại, nhưng tất nhiên là dần dần vẫn đi được, vẫn tháo gỡ được bằng có những cái giải pháp mà các bên người ta đều nghĩ ra những cái giải pháp để làm sao mà sản phẩm đã ký với nhau. Tất nhiên ở đây là những cái hợp đồng chính ngạch là đã ký với nhau thì người ta vẫn tháo gỡ. Vâng. Đấy, nhưng mà nói chung là cũng có những cái khó khăn. Đấy. Vâng. Các bạn biết là cái hàng nông sản nó có cái thời gian bảo quản. Đấy, chứ không thể mang chất là để lâu được. Đấy, không phải như là các cái mặt hàng khô, mặt hàng nóng hay là máy móc, mà cái này nó có thời hạn. Đấy, thế nên là có chút khó khăn ở vấn đề là nó hơi bị chậm. Vâng. Chỗ Bà Hương thế nào ạ? Dạ vâng, hiện nay là cái dịch Covid thì ảnh hưởng khá nhiều cho nền nông nghiệp và nông sản nói chung. Thì hiện nay thì tôi Liên Hiệp Hợp Tác Xã Tiêu Dùng ấy, thì chúng tôi tuần nào cũng có các thông tin từ các tỉnh kêu gọi việc hỗ trợ tiêu thụ, việc giải cứu. Và thực tế ra rằng là nó không phải mỗi đi chậm thôi, mà thưa anh, mà nó còn tồn rất là nhiều. Mà trong khi đó thì cái việc bảo quản chế biến của chúng ta thì lại rất là yếu. Và rất là yếu. Và cái trong cái hiện tại thì đối với lại nông sản thì chỉ có một cách là rất là ngắn ngày, không thể để được. Đấy, cho nên là lúc này thì Liên Hiệp Hợp Tác Xã Tiêu Dùng thì cũng chung tay với tất cả các tổ chức kinh tế chính trị xã hội. Và đợt vừa qua thì tôi cũng cùng với chúng tôi cùng với lại bên Hiệp hội Phụ nữ, các đội thiện nguyện hay là doanh nghiệp, hội doanh nghiệp thương binh và người khuyết tật Việt Nam, hội cựu chiến binh Việt Nam thì đã tiêu thụ hỗ trợ được rất là nhiều nghìn tấn dưa cũng như các tấn rau củ quả để cho nông dân. Thì ở đây đấy là một cái giải pháp ngắn và tức thời. Nhưng mà cái này thì cần phải có một cái chiến lược để cho và cơ cấu lại cái hệ thống phân phối giữa sản xuất và tiêu dùng mang cái tính bền vững. Chứ còn bây giờ đến thời điểm này thì chúng ta thấy rằng là cái hệ thống chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ của chúng ta là thất bại vì quá tồn quá nhiều khi không xuất khẩu được và không tiêu thụ được. Thì nên là đẩy đến cái tình trạng là chỗ thừa thì rất thừa nhưng mà chỗ thiếu thì vẫn thiếu. Đấy. Thế thì cho nên là ở đây thì cần sự chung tay vào cuộc của chính phủ, của các bộ ngành để đưa các giải pháp cho ngay bây giờ cũng như là ổn định về sau này. Vâng. Ở đây thì cũng rất may mắn là có đại diện Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương, ông Toản có thể chia sẻ dưới góc độ cơ quan quản lý không ạ? Vâng. Thì chúng tôi rất là
ghi nhận những cái khó khăn vướng mắc mà trong thời gian vừa qua các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu nông sản nói chung cũng như là các cái hợp tác xã, những hợp tác xã. Nhưng mà phải khẳng định rằng trong thời gian vừa qua thì cái để mà giải tỏa cái tiêu thụ hàng nông sản cho bà con nông dân thì trong cái thời điểm dịch Covid này thì chúng tôi phải nói là cái sự đồng hành vào cuộc của tất cả các cơ quan ban ngành, trong đó thì có cơ quan truyền thông đã kịp thời đưa các cái thông tin về tình hình dịch bệnh này cũng là tình hình hoạt động của các cửa khẩu, cũng như là truyền tải những cái nội dung khuyến cáo của các cơ quan quản lý nhà nước tới các doanh nghiệp, tới người nông dân. Qua các cái thông tin đó thì người nông dân cũng đã có những cái điều chỉnh cơ bản trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Còn về phía các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng ghi nhận là cái khó khăn vướng mắc của anh thì nó là cái khó khăn vướng mắc nó hiện hữu cũng tương đối lâu. Cho nên là cái trong giai đoạn vừa qua thì cái vai trò của hợp tác xã đang dần được lấy lại và được nâng cao. Cho nên cái số cái hợp tác xã mới và thành lập mới thì ngày càng nhiều. Và cái vai trò đã khẳng định được cái vai trò liên kết giữa các người nông dân với nhau. Và từ các liên kết đó thì cũng đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu để có được cái chân hàng nó bền vững để mà xuất khẩu. Và trong thời gian vừa qua thì cũng có một số cái mô hình mới mà tôi thấy là cũng rất thành công. Ví dụ như thế là cái chỗ bên TH Trung Ưu hoặc là bên Vingroup là các đơn vị đó là người ta đã có cái liên kết trực tiếp với người nông dân, tức là liên kết chuỗi. Như thế là để đảm bảo được cái sản phẩm ra sản xuất của người nông dân có đầu ra. Thì tôi hy vọng là trong thời gian tới thì thông qua các cái vai trò của các hợp tác xã, hiệp hội, ngành nghề và các cái doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu bài bản như các anh thì sẽ làm thay đổi lại được cái tư duy, cái nhận thức về cái tái cơ cấu về sản xuất nông nghiệp của mình. Thì như thế sản xuất nông nghiệp của mình mới tạo ra những sản phẩm mà có đảm bảo được chất lượng, tiêu chuẩn và theo đúng cái quy chuẩn của nước nhập khẩu, cũng như thể là xây dựng các cái thương hiệu còn làm về truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Thì như thế chúng ta mới có được cái chân, có cái thị trường, có chỗ đứng trên các cái thị trường xuất khẩu khác ngoài Trung Quốc ra. Còn đối phó với cả dịch Covid-19 với những khó khăn từ dịch như vậy thì là cơ quan quản lý đã có những chính sách gì để hỗ trợ cho, cụ thể để hỗ trợ cho các doanh nghiệp ạ? Như các quý vị biết, bởi vì nông sản của chúng ta là chủ yếu là những cái sản phẩm hoa quả tươi sống, những hoa quả tươi, cho nên là cái thời gian bảo quản ngắn. Mà cái thị trường xuất khẩu chính của chúng ta là thị trường Trung Quốc. Như quý vị biết thì hiện nay thì cái mặt hàng mà được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc là chỉ có 9 loại mặt hàng thôi. Còn lại là chúng ta thực hiện theo hình thức trao đổi cư dân biên giới. Thời gian vừa qua khi mà Trung Quốc bị dịch bệnh Covid-19 thì các bạn cũng thực hiện các cái biện pháp để kiểm soát dịch bệnh. Trong đó có cái việc là hạn chế cái việc đi lại, hạn chế người xuất nhập cảnh. Thì từ những cái biện pháp mà kiểm soát dịch bệnh của bên phía Trung Quốc thì cũng làm cho cái tiêu dùng của người dân Trung Quốc cũng bị giảm xuống. Và khi người ta kiểm soát thì người dân không ra ngoài thì hệ thống bán lẻ, hệ thống bán buôn bên đó người ta cũng không nhập hàng nữa. Cho nên nó ảnh hưởng đến cái việc mà xuất khẩu hàng hóa của chúng ta. Và để tháo gỡ cái việc này thì Bộ Công Thương cũng đã đồng hành cùng các bộ ngành thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, cũng đã cùng với các, nhất là các địa phương, các tỉnh biên giới cũng đã trao đổi hội đàm bên phía các bạn bên Trung Quốc. Và để tiến tới để xây dựng về phía Việt Nam thì chúng ta cũng đã xây dựng cái quy trình kiểm dịch y tế đối với người vận chuyển và phương tiện vận chuyển qua biên giới. Và do đó thì từ cái quy trình mà Bộ Y tế ban hành thì các địa phương đã vận dụng và đã trao đổi với phía các bạn, các địa phương bạn bên Trung Quốc để đưa ra những cái mô hình nó phù hợp với từng địa phương. Ví dụ như ở bên trên chỗ Quảng Ninh hoặc Lào Cai thì người ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu người ta thành lập một cái đội xe chuyên nghiệp riêng để chuyên vận chuyển các cái hàng hóa nông sản của mình sang bên Trung Quốc, và có thành lập các cái khu cách ly riêng đối với lái xe và đối với người bốc vác vận chuyển. Cho nên là cái việc đó thì nó đảm bảo được cái quy trình kiểm dịch của mình, phòng tránh cái lây nhiễm bệnh tật, và cũng đã phần nào giải quyết được cái việc mà tiêu thụ hàng hóa nông sản cho bà con nông dân, cũng như là hỗ trợ các doanh nghiệp trong cái việc mà tiêu thụ sản phẩm. Và theo đánh giá của chúng tôi thì trong thời gian vừa qua thì cái mức độ tiêu thụ sản phẩm từ khi mà Chính phủ vào cuộc, các bộ ngành vào cuộc đã đưa ra các cái quy trình kiểm soát dịch bệnh, cũng như thế là các địa phương, nhất là các địa phương biên giới cũng đã rất tích cực trong cái việc này, thì cái lưu lượng hàng hóa xuất khẩu chúng ta đã tăng lên đáng kể. Ví dụ như cái đợt đầu tiên mà khi mà Trung Quốc công bố dịch và bắt đầu mở lại hoạt động giao thương thì chúng ta chỉ tính mấy chục xe một ngày.
Nhưng đến bây giờ thì cái xuất khẩu của chúng ta đã trên 1.000 xe một ngày rồi. Để xuất khẩu hàng hóa nông sản cho bà con. Đấy, thì như thế thì tất nhiên là nó chưa thể đáp ứng được theo đúng quay trở lại cái chu kỳ, theo đúng cái chu kỳ về cái hoạt động xuất khẩu. Nhưng mà cũng cơ bản là trên toàn tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc thì cũng đã cơ bản là xuất khẩu đáp ứng được khoảng 40%. Tức là cái được khoảng 60%. Đấy, giảm khoảng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Và một số địa phương là có hoạt động nó có gọi là đáp ứng được gần tới cái mức gọi là tối đa. Ví dụ như thế này, bên trên chỗ Lạng Sơn thì có thể là đến 60% rồi, đáp ứng được theo cái cùng kỳ. Hoặc là Quảng Ninh, Lào Cai cũng gần được như thế. Và trong thời gian tới thì chúng tôi nghĩ rằng là khi mà Trung Quốc cái tình hình dịch bệnh người ta đang khống chế tốt, mà người ta đang hạ các cái mức cảnh báo dịch bệnh xuống, thì cái chính quyền các địa phương các 7 tỉnh biên giới sẽ tích cực trao đổi bên phía các bạn nữa, hơn nữa để chúng ta thống nhất được các cái quy trình để làm sao để đưa hàng hóa của mình sang một cách sớm nhất. Vâng, Sơn Kiệt thấy sao ạ? Nghe thấy các cái giải pháp rất là hay, vì trong những cái tình huống nó đến thì mình bắt buộc là mình phải theo. Thứ nhất là đảm bảo về vấn đề là dịch bệnh, thứ hai là đảm bảo được cái sản phẩm là vẫn được lưu thông. Tất nhiên chúng ta không thể đòi hỏi mang tính chất là nó như ngày xưa được. Thế nhưng mà thấy các giải pháp rất là hay, hiện nay là cũng đã tháo gỡ được rất nhiều khó khăn. Thì hiện nay các cái đầu mối ở bên kia là người ta cũng đã bắt đầu làm việc lại. Đấy, vì có những giải pháp đồng bộ giữa hai nước. Đấy, cơ quan nhà nước các hai bên đã làm việc với nhau, có những giải pháp rất là hay. Đấy, thì cũng đã tháo gỡ rất là nhiều cho các cái chuyến hàng sang, mà là đảm bảo vấn đề là tài xế thì vẫn có thể quay về chạy tiếp được mà không bị cách đi. Đấy, cái giải pháp đấy rất là thông minh, là tài xế vẫn có thể quay về mà không phải sang bên kia mà bị không bị cách đi 2 tuần. Đấy, vì nếu như mà tài xế nào cũng sang bên kia bị cách đi 2 tuần thì công ty không có thể tài xế nào để mà chạy. Đấy, thấy đấy là một trong những giải pháp rất là hay cho doanh nghiệp. Đấy, thì cũng mong rằng là giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước sẽ dần dần có những cái giải pháp hợp với lại tình hình để làm sao mà tháo gỡ cho cái nông sản của mình. Vâng. Ngoài cái giải pháp đó ra, doanh nghiệp có kiến nghị gì thêm không ạ? Thực ra kiến nghị thì nó có rất nhiều kiến nghị. Vâng. Thế nhưng mà chúng ta phải giải quyết nó dần dần. Cái kiến nghị của mình ở đây nó mang tính chất là cả về vấn đề tình huống cho đến vấn đề là lâu dài. Cái lâu dài ở đây mình muốn nói chính là cái vấn đề là cái tư duy sản xuất. Tức là mình tránh để nó phụ thuộc vào một thị trường. Đấy chính là cái tư duy sản xuất. Tư duy sản xuất ở đây tức là chúng ta phải làm sao là cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra nó có chất lượng, phải làm được thương hiệu, phải làm truyền thông, phải tất cả cơ quan nhà nước phải vào cuộc để nâng trị cao cái giá trị sản phẩm, nâng cao cái đời sống cho người sản xuất, thì tự khắc nó sẽ thay đổi về vấn đề mà chúng ta tránh bị vào một thị trường. Vì một thị trường khi tình huống nó đến thì chúng ta sẽ bị gặp khó khăn. Đấy, vì nước này đang bị thì chúng ta có thể có giải pháp ở nước khác. Đấy, nhưng mà vào thị trường châu Âu, vào Mỹ, vào Australia, vào Nhật, người ta rất là khắt khe trong cái việc là cái sản phẩm. Đấy, nhưng mà chúng ta thì vẫn đang trong quá trình làm các cái giải pháp đó. Đấy, thì ở đây mình muốn nói là cả cái giải pháp lâu dài và cái giải pháp ngắn hạn. Vâng, giải pháp lâu dài có lẽ phải cần rất nhiều các chương trình thì chúng ta mới có thể giải quyết được. Chính xác. Vâng, nằm trong cái việc này chúng tôi đang muốn tập trung vào cái dịch bệnh thì chúng ta ứng phó như thế nào. Khi mà gặp dịch thì sẽ có những mặt hàng bị tác động nhiều, có mặt hàng bị tác động ít đúng không ạ? Liên quan câu chuyện xuất khẩu nông sản thì bà Hương có chia sẻ đúng không ạ? Dạ vâng. Đối với nông sản thì hiện nay thì có những cái mặt hàng mà bị tác động nhiều và sản lượng vì là cái phụ thuộc vào cái sản lượng của những cái mặt hàng đấy lại là xuất khẩu là chính. Thế cho nên là ví dụ như thanh long này và dưa hấu này, chanh này, hay là quả gọi là quả thơm ấy, quả dứa, thì những cái mặt hàng này là đang xuất nhiều. Vì thế cho nên là đợt ảnh hưởng của dịch Covid này thì ảnh hưởng khá lớn cho những cái mặt hàng này. Thế thì ở đây thì những cái giải pháp đưa ra ngay lúc bây giờ thì chính phủ chúng ta và các bộ ngành cũng đang rất là tích cực
và có những cái giải pháp rất là kịp thời. Nhưng mà về liên quan đến thuế, liên quan đến hỗ trợ nguồn vốn, cơ cấu lại các việc như thế này, thì với lại Liên Hiệp Hợp Tác Xã thì chúng tôi thấy là chúng ta cần phải có những cái hỗ trợ, những hỗ trợ nhanh về cái việc mà tiêu dùng. Và cái này thì nó cũng đảm bảo cho cái việc là bình ổn giá lẫn là cái tiêu thụ của trong nước. Trong khi mà tiêu thụ trong nước cái lượng đáng kể chứ không phải là ít. Nếu như chúng ta mà hỗ trợ kịp thời, những cái gói hỗ trợ kịp thời như thế này ngay lúc này thì tôi nghĩ rằng là nó cũng khá là hiệu quả. Và một mặt nữa thì Liên Hiệp Hợp Tác Xã Tiêu Dùng, các thành viên của Liên Hiệp là các hợp tác xã sản xuất. Và bên cạnh đó thì Liên Hiệp Hợp Tác Xã Tiêu Dùng đang xây dựng cái chuỗi hợp tác xã tiêu dùng ở từng xã, phường, thị trấn. Thế thì ở đây giữa sản xuất và tiêu thụ là để làm sao nó không bị mất cân đối. Và chúng ta không bị phụ thuộc nhiều vào bên ngoài. Đầu tiên chúng ta lại phải tiêu thụ được ngay ở trong nước. Thế thì ngay cái việc là chung tay giữa các xây dựng giữa các doanh nghiệp hợp tác xã với hợp tác xã nông dân với lại doanh nghiệp, thì cái việc này thì Liên Hiệp cũng có một cái giải pháp, tức là khi mà nông dân các từng hợp tác xã sản xuất ra thì Liên Hiệp là cái người mà kết nối cho việc tiêu thụ và bán ra ở thời điểm nào thì là giá của cái hợp tác xã đó đưa lên, chứ không phải là hôm nay ký một giá mà ngày mai là giá lại thay đổi lên thì các ông không bán cho Liên Hiệp nữa, không kết nối, không thực hiện cái việc đấy nữa. Nhưng mà chúng tôi sẽ đang nghĩ một nhiều giải pháp, trong đó cái giải pháp là giá ở cái thời điểm nào thì kết nối đúng ở cái thời điểm đó để tránh bị thiệt cho nông dân và tránh bị bẻ kèo như mà đang tồn tại. Thế thì và gắn kết bền chặt, và tôi cũng mong muốn là Liên Hiệp có một cái giải pháp nữa, đó là tất cả các từng xã, phường, thị trấn ở nơi đâu mà có chợ truyền thống thì những cái chợ này sẽ giao cho các hợp tác xã để xây dựng các trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn, chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng tại từng các chợ này để tiêu dùng trực tiếp cho cái nhân dân ở khu đó, nơi đó. Và là cái nơi cũng là cái nơi sơ chế chế biến phục vụ toàn bộ những cái cả đầu cung lẫn đầu cung và đầu cấp thì nó sẽ khép kín. Vậy từ khi có dịch bệnh thì đơn vị cụ thể, đơn vị của bà Hương hay là đơn vị của ông Thùy ấy, có bị ảnh thiệt hại nhiều không ạ? Có bị thiệt hại nặng nề gì không về kinh tế về hoặc các hoạt động khác ấy, về nhân công rồi? Thì đối với lại dịch bệnh thì Liên Hiệp mà chỉ vất vả thôi. Liên Hiệp phải đi làm việc với tất cả các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội hay các báo đài để tuyên truyền, lan tỏa cái việc này đối với trên toàn dân và cùng chung tay với Liên Hiệp Hợp tác xã để tiêu thụ, hỗ trợ giải những cái sản phẩm mà cần phải giải cứu. Thì Liên Hiệp chúng tôi thì không quản ngày đêm, không có giờ nghỉ. Chủ nhật cho đến buổi tối, lẫn là thông điệp là phải cần là hạn chế gặp nhau, hạn chế phải ở nhà nhiều, thì chúng tôi là không có ngày nghỉ, không có giờ nghỉ, và chúng tôi liên tục gần như một cái chiến trường mà không thể nào mà ngồi, hay là không thể nào mà không đồng hành cùng với các tỉnh thành lúc này, khi mà một lượng là ngày nào hoặc tuần nào cũng có các doanh nghiệp và các tỉnh, ủy ban nhân dân các tỉnh thành là kêu gọi là hỗ trợ. Ngay sáng nay thì có Quảng Ngãi hay là chủ tịch của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng mong muốn là Liên Hiệp hỗ trợ tiêu thụ cho dân tôi những cái này cái kia. Thì không thể mà là không chung tay, chung sức, chung lòng. Mà nhân dân ta thì lại có một cái là tương thân tương ái rất tốt. Cho nên là nhân đây thì tôi cũng mong muốn các bộ ngành, các tổ chức kinh tế chính trị xã hội cùng với Liên Hiệp Hợp tác xã Tiêu Dùng giải quyết những cái việc dịch bệnh như thế này, cũng như có giải pháp ổn định về lâu dài. Chỗ ông thì vì sao ạ? Tất nhiên là nó ảnh hưởng. Thứ nhất là nó tất cả những cái gì mà về các cái cuộc họp, các cái gặp gỡ là đều phải dừng lại hết. Đấy, cái thứ hai là các kế hoạch đã lên từ năm ngoái thì cũng đều phải tạm gác lại
để xem là tình hình đến đâu thì triển khai đến đấy, chứ không theo được cái lộ trình mà mình đã đưa ra nữa rồi. Đấy, thì đấy là những cái cơ bản nhất. Thế còn trong cái việc hàng hóa rồi thì nói chung là cũng có ảnh hưởng, nhưng mà nhà nước và các cái cơ quan cũng đã vào cuộc thì cũng có những cái giải pháp và đến nay cũng đã tháo gỡ. Thì cũng thấy là cũng không đến nỗi nào mà khó khăn lắm. Đấy, đấy chủ yếu là cái tình huống nó đến nó nhanh quá. Thế nên là cũng không thể tất cả mọi bên có thể xoay sở nhanh kịp được. Thì cũng nghĩ là làm sao tất cả các cơ quan, tất cả các doanh nghiệp, người dân, chính quyền phải cùng vào cuộc, cùng có một cái ý thức là để làm sao hàng hóa ở chỗ này đang tồn đọng, đang hướng phải giải quyết để nó lưu thông đến cái chỗ nào cần. Đấy, về giải pháp vận chuyển, giải pháp giá, giải pháp đồng bộ để làm sao mà đấy giải quyết được cái khó khăn cho bà con, cả vấn đề xuất khẩu cho đến vấn đề trong nước. Đấy, thì cái tinh thần của Việt Nam mình từ trước nay thì là cái tinh thần dân tộc nó vẫn là tốt. Chúng ta làm sao chỉ có là đồng bộ thực hiện nó để làm sao mà để đưa cái tinh thần ấy nó lên. Thì mình nghĩ là nó cũng là những giải pháp rất là hay trong những thời buổi tình huống bây giờ. Nhưng còn những gói hỗ trợ về vốn này, về lãi suất này, giãn nợ này, rồi liên quan đến bảo hiểm, liên quan đến thuế, thì doanh nghiệp ở trong cái nhóm này có quan tâm không ạ? Tất nhiên là có quan tâm, nhưng cái đấy nó thuộc về chính sách, thuộc về pháp lý, về những cái mà chính phủ phải nghiên cứu. Nó phải đồng bộ với rất nhiều thứ nữa. Chứ không phải là nói là quan tâm nhưng mình có được thụ hưởng từ những cái chính sách đó không ạ? Tất nhiên là có. Vì chính phủ đã ra những cái giải pháp đó thì đã là có những cái sự nghiên cứu là để làm sao mà có cái hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đấy là điều rất là tốt. Thế nhưng mà mình nghĩ là để mang chất là nó có hiệu quả mà mang chất là ấy thì chính phủ phải có những cái góc độ là nghiên cứu làm sao nó hợp lý. Đấy, chúng ta không thể yêu cầu quá cao quá nhiều ở góc độ là nó toàn vẹn được. Đấy, cá nhân mình nghĩ là như thế. Đấy, nhưng mà hiện nay mình thấy là các giải pháp chính phủ đưa ra rất là hay, là rất là kịp thời. Đấy. Ông Toàn có thêm thông tin gì không ạ? Và như quý vị đã biết thì chúng ta cái dịch xảy ra đúng vào cái dịp Tết. Ngay sau cái đợt nghỉ Tết thì về phía Bộ Công Thương cũng đã phối hợp rất tích cực với bên chỗ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Chúng tôi đã tổ chức cuộc họp và nhận định ngay cái tình hình. Và trong cái tình hình đó thì cũng đã có những cái khuyến cáo đến các doanh nghiệp sản xuất, đến bà con nông dân. Ví dụ như Thanh Long thì cũng đã khuyến cáo là phải không thôi trăng đèn để cho nó chậm cái thời vụ hoa cái quả. Và như một số cái loại khác thì cũng theo hướng dẫn của Cục Trồng trọt và Phát triển Nông thôn ở bên Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã hướng dẫn về cái quy trình trồng cây mới theo để cho nó đáp ứng theo cái tình hình dịch bệnh. Đấy, đồng thời về phía Bộ Công Thương chúng tôi thì cũng để góp phần cái hỗ trợ tiêu thụ ngoài cái việc mà thúc đẩy xuất khẩu thì chúng tôi cũng đã tổ chức các cái kênh để kết nối tiêu thụ trong nước, cũng là đã kết nối các cái hệ thống siêu thị với các địa phương, với các cái doanh nghiệp mà sản xuất trên địa bàn để đưa các sản phẩm nông sản của chúng ta vào trong các cái hệ thống siêu thị nữa. Trong đó chủ yếu là một số cái doanh nghiệp lớn như Sài Gòn Coop hoặc là Habromart hoặc là Big C như thế đó. Đấy là những cái doanh nghiệp đã đồng hành cùng với lại Bộ Công Thương trong thời gian vừa qua. Cho nên là nhờ có việc đó thì cái giá cái sản phẩm mấy mặt hàng ví dụ như là trực tiếp ảnh hưởng ngay sau Tết đó là thanh long và dưa hấu thì cũng đã được nâng lên. Đấy. Và bây giờ thì cái giá cũng theo các cái kệ bán hàng trên thị trường đã tương đối gọi là cao, cũng đã đảm bảo được bà con nông dân nuôi trồng là cũng đã có lãi. Nhưng mà nó chưa thể được lãi nhiều như cái giai đoạn trước đây nhưng mà cũng đảm bảo là có lãi. Đấy là những cái giải pháp mà chúng tôi cũng đã cùng làm, nhưng mà quan trọng nhất là cái sự vào cuộc của các doanh nghiệp, cái sự chủ động của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp của chúng ta hiện nay thì cũng rất là nhạy bén tình hình thị trường. Khi mà tiếp nhận được các thông tin từ các cơ quan truyền thông, từ các bộ ngành và đưa đến thì các doanh nghiệp đã thích nghi ngay và vận dụng nó rất hợp lý. Vâng. Và sắp tới thì bên phía Bộ Công Thương có thêm những cái giải pháp gì nữa không, ngoài giải pháp đã triển khai thời gian vừa qua, đặc biệt ví dụ như là sau dịch bệnh thì còn có những cái giai đoạn cần phải phục hồi thì có lẽ là doanh nghiệp đang rất quan tâm đến điều đấy ạ. Thì như các quý vị biết rồi, Trung Quốc người ta cũng đã đang khống chế được cái dịch bệnh ở tại thị trường Trung Quốc. Thì bây giờ thì người ta đang sợ cái chuyển sang cái giai đoạn 2 cũng như kiểu Việt Nam chúng ta
là cái giai đoạn mà khách đến mang dịch bệnh đến. Cho nên cái việc mà kiểm soát khách du lịch, những người nước ngoài vào thì cũng tương đối chặt chẽ. Nhưng mà không phải vì thế mà nó không, chúng ta lo lắng quá. Bởi vì cái nhu cầu nội tại khi mà cái dịch bệnh Trung Quốc người ta cơ bản người ta xử lý được thì cái người ta đang dần dần từng bước phục hồi cái sản xuất. Phục hồi sản xuất và cái từ cái sản xuất công nghiệp thì những người công nhân người ta đi làm thì người ta cũng phải có cái nhu cầu, đó là nhu cầu ăn uống. Thì các sản phẩm nông sản của chúng ta cũng sẽ có nhiều cơ hội để chúng ta lại tiếp tục đưa sang xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, nó quay trở lại được gần lại được cái mức gọi là như trước đây. Nhưng mà để mà triển khai cái biện pháp thúc đẩy cái việc đó thì Bộ Công Thương cũng đã đang tích cực trao đổi với lại phía Trung Quốc, nhất là Quảng Tây và Vân Nam, cũng cùng với lại trao đổi cùng với 7 tỉnh biên giới đang có những cái trao đổi bên phía bạn để thống nhất cái biện pháp để làm sao mà đưa người của chúng ta sang khu vực bên kia cửa khẩu để thực hiện cái việc mà bốc xếp hàng hóa. Bởi vì như các quý vị đã biết là cái xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam với Trung Quốc thì cái lao động chủ yếu là lao động của Việt Nam. Cái lực lượng lao động của Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 15% làm công tác bốc xếp hàng hóa tại khu vực cửa khẩu. Cho nên hiện tại là một số cái cửa khẩu chính của chúng ta mà hàng hóa đi được nhưng mà sang bên kia thì vẫn không bốc xếp được, cho nên cái lưu lượng nó sang cũng chưa nhiều. Cho nên chúng tôi cũng đang cùng với địa phương cùng đang trao đổi với phía bạn để báo cáo chính phủ để thống nhất được cái phương án để đưa những người lao động của chúng ta sang để thực hiện cái công tác là bốc xếp hàng hóa để là thúc đẩy cái hoạt động xuất nhập khẩu quay trở lại theo cái quỹ đạo trước đây để giúp bà con nông dân tiêu thụ được hết sản phẩm. Vâng. Và đại diện Bộ Công Thương có nhắn nhủ gì đối với các doanh nghiệp không ạ? Về phía các doanh nghiệp thì từ cái câu chuyện cái dịch bệnh này thì chúng ta cũng có cái định hình lại trong cái quá trình mà liên kết sản xuất với người nông dân để chúng ta làm sao để xây dựng được các cái vùng trồng của chúng ta, để các doanh nghiệp khi mà đã xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thì chúng ta phải có, thứ nhất là làm được cái công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thứ hai là các cái sản phẩm của chúng ta phải đảm bảo được cái tiêu chuẩn, cái quy chuẩn cũng như thể các cái đóng gói bao bì nhãn mác theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Thì cái đấy thì các doanh nghiệp chúng ta trong thời gian tới cũng cần phải tập trung để làm lại cái việc đó. Chúng ta đã làm rồi nhưng mà chúng ta cần tập trung hơn nữa để làm lại nó tốt hơn, bởi vì ngoài thị trường Trung Quốc ra thì chúng ta cũng còn xuất đi rất nhiều các thị trường khác nữa. Và bây giờ Việt Nam cũng đã tham gia các cái nhiều các hiệp định rồi, chúng ta có rất nhiều cái lợi thế để chúng ta có thể xuất khẩu sang thị trường khác. Vâng. Như vậy là cũng có rất nhiều thông tin từ phía đại diện cơ quan quản lý. Vậy thì hai doanh nghiệp thì có thêm những cái chia sẻ gì mà trước khi chúng tôi kết thúc chương trình, một cái lời nhắn nhủ rất là ngắn gọn đấy ạ? Vâng, xin đại diện ông Thủy ạ. Tôi thấy là có những cái góc độ mà khi tình huống nó đến thì mình mới thấy được là những cái vấn đề mình gặp phải nó là cái gì. Từ cái vấn đề gặp phải thì chúng ta lại có những cái giải pháp. Thì tôi muốn nói là ở đây là chúng ta nên có những cái giải pháp từ doanh nghiệp, từ sản xuất, kể cả về ví dụ là cơ quan quản lý cũng có những cái giải pháp là lâu dài và giải pháp mang chất là ngắn hạn đối phó với những tình huống nó xảy ra đấy, để chúng ta đỡ bị thụ động đấy. Thì tại sao tôi cứ nói mãi về vấn đề giải pháp lâu dài? Vì cái giải pháp lâu dài giải quyết được thì nó sẽ tránh được cho cái giải pháp ngắn hạn đấy. Vì chúng ta giải pháp được lâu dài tức là chúng ta có những cái thị trường nó rộng, thị trường nó rộng thì chúng ta tránh bị tập trung vào một điểm, thì nó sẽ tránh khi tình huống nó đến thì chúng ta sẽ tránh được cái vấn đề là ta phải giải quyết cái tình huống ngắn hạn, nó là như thế. Thì ý của tôi là chúng ta có những cái tư duy nó mang đến chất là bao quát hơn một chút, lâu dài hơn một chút đấy, thì doanh nghiệp sẽ đỡ khổ và người sản xuất cũng đỡ khổ và các cơ quan nhà nước đấy cũng đỡ vất vả hơn trong cái vấn đề là chúng ta cứ giải quyết những cái tình huống ngắn hạn đấy. Thì ý của tôi là như thế. Tôi rất đồng quan điểm với ông. Và hiện nay thì chính phủ cũng đang giao cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang xây dựng cái đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đấy. Thì trong thời gian tới mà khi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hoàn thiện cái đề án đó thì chúng ta sẽ có những cái định hướng, cái định để sản xuất các sản phẩm theo thời điểm, từ mùa vụ cũng như là các cái quy hoạch địa phương nào trồng sản phẩm nào đấy, như thế thì nó sẽ có cái giải pháp, nó sẽ là dài hạn. Nhưng mà để thực hiện cái việc đó thì chúng tôi cũng rất mong rằng là có sự vào cuộc rất tích cực, thứ nhất là từ chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương là người đã trực tiếp quản lý, theo dõi, giám sát trên địa bàn về cái việc mà bà con nông dân có thực hiện theo đúng cái quy hoạch của Bộ Nông nghiệp hay không. Thứ hai là cái sự vào cuộc rất là nghiêm túc của các cái doanh nghiệp
khi chúng ta thực hiện cái việc đó. Và cái cuối cùng đó là cái đối với người nông dân thì chúng ta cố gắng là tuân theo các cái quy định của từ trung ương cho đến chính quyền địa phương, cũng như là thực hiện các cái khuyến cáo theo các thời điểm, và cái quan trọng nhất là để sản xuất nó phải theo đúng cái quy trình, theo hướng dẫn của các cái cơ quan chuyên môn. Việc này thì tôi cũng mong muốn các bộ ban ngành sẽ làm việc thêm để có cái đầu ra xuất khẩu đa dạng ở các nước, ở nhiều nước trên thế giới, thì nó sẽ tránh thụ động vào phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Vì và cái thứ hai nữa là tập trung nữa cho cái việc là chế biến các sản phẩm nông sản. Cái thứ ba là chúng ta sẽ có những cái giải pháp dài hạn liên quan đến việc quản lý chặt chẽ cái hệ thống sản xuất trong nước bằng cái hình thức là Internet bây giờ, để làm sao nắm bắt được là sản lượng từng nhóm hàng, từng mặt hàng là trong một vụ là nó sẽ là có sản lượng bao nhiêu. Và khi mà chúng ta nắm bắt chi tiết như thế thì chúng ta sẽ quy hoạch từng vùng nguyên liệu, từng khu vực, và tuyên truyền việc rộng rãi về cái việc mà tiêu thụ, tiêu dùng trong nước. Đấy, khi chúng ta nắm được, đầu tiên chúng ta phải nắm được ở cái nội địa chúng ta rõ, chính xác, thì chúng ta liên quan đến xuất khẩu thì chúng ta sẽ có một cái kế hoạch lộ trình để tránh được cái việc là giữa cung và tiêu lại bị dư thừa. Thì tôi nghĩ là còn rất nhiều việc chúng ta cần phải làm, chúng ta sẽ làm từng việc một và phải gắn chặt chẽ nhau lại, cùng bàn, cùng làm. Và thực ra thì tôi nghĩ rằng mong muốn sao để cái nền nông nghiệp của nước nhà là một cái nền nông nghiệp mà đây là lại là cái chính và hùng mạnh, xương sống của đất nước, tập trung sâu vào nó và tháo gỡ từng vấn đề một. Tôi rất ghi nhận ý kiến của bà, và hiện nay thì các cái thông tin mà cập nhật về các cái thị trường xuất khẩu, cũng như thông tin mà các thị trường ở bên nước ngoài ta có nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm của mình thì cũng đã được Bộ Công Thương cập nhật thường xuyên trên cái trang web của Bộ Công Thương. Và chúng tôi thì cũng đã có bản tin thị trường nông lâm thủy sản hàng tuần trên trang web của Bộ. Cũng nhân cái cuộc hôm nay thì cũng rất mong rằng là các quý vị đại biểu quan tâm đến các sản phẩm nông sản thì có thể thường xuyên vào cái trang mạng của Bộ Công Thương để chúng ta có thể tìm hiểu, tham khảo thêm các cái thông tin khuyến cáo của các thị trường, cũng như các nhu cầu của các thị trường, cũng như là các cái thông tin, các định hướng khuyến cáo của Bộ Công Thương, cũng như là các bộ cơ quan ban ngành có liên quan, chúng tôi thường xuyên đăng tải trên mạng Bộ để cho các quý vị có thể tham khảo biết. Và trong thời gian tới hy vọng những thông tin này là sẽ là hữu ích để góp phần thúc đẩy cái nâng cao cái giá trị cái nông sản Việt và xuất khẩu được nhiều hơn nữa, đem lại cái kim ngạch nhiều cho đất nước chúng ta. Vâng ạ. Và ngoài ra thì chương trình xuất nhập khẩu phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình VTV và chương trình chuyên đề cuối tuần cũng cung cấp rất là nhiều thông tin và cũng phối hợp với Bộ Công Thương để nhằm truyền tải nhiều thông tin cho các quý vị khán giả, những cái doanh nghiệp và người nông dân quan tâm tới những cái mặt hàng như vậy. Thì chúng tôi cũng hiểu là khi mà chúng tôi thực hiện các chương trình đối thoại đã tác động của dịch Covid tới từng nhóm ngành nghề và doanh nghiệp, thì mỗi nhóm ngành nghề, mỗi doanh nghiệp có những cái tác động khác nhau. Để chung quy lại thì sau một số các chương trình thì chúng tôi đều thấy rằng là ngoài chúng ta quan tâm tới giải pháp ngắn hạn, giải pháp trước mắt để giúp các doanh nghiệp có thể vượt tồn tại và vượt qua được cái dịch bệnh, thì giải pháp sau khi phục hồi như thế nào, và thậm chí là chúng ta có thời gian ngồi lại và nhìn lại những cái tồn tại của từng doanh nghiệp và từng nhóm ngành nghề để chúng ta có những giải pháp lâu dài và căn cơ hơn, thì chúng tôi thấy thực sự đây cũng là cái thời điểm rất là thích hợp để chúng ta có thể có thêm những cái giải pháp và những cái đề xuất kiến nghị về chính sách liên quan đến cả ngắn hạn và cả dài hạn nữa. Chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời, cảm ơn cơ quan quản lý đã đến với chương trình đối thoại và chia sẻ rất là nhiều thông tin cho các doanh nghiệp ở đây cũng như khán giả của VTV ạ. Xin chúc các doanh nghiệp thật là nhiều sức khỏe và vững vàng để mà có thể vượt qua dịch bệnh, cũng như cơ quan quản lý sẽ đưa ra nhiều chính sách hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp, cho những người thực sự đang đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước ạ. Và chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Và quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV, www.vitv.vn. Và xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.